Dạ vâng, từ Nguyễn Hồng xin kính chào tất cả quý chị. Trong video ngày hôm nay thì em gái xin được giới thiệu với anh chị nhà mình một tác phẩm tượng sinh lạc mối dưới gốc cây tùng được chế tác trên chất liệu là gỗ hương ta Gia Lai. Và điểm đặc biệt trong tác phẩm này đó chính là một phôi gỗ hương ta hàng liền khối và có những cái điểm ôm đá tự nhiên cực kỳ là giá trị với một phôi gỗ hình thành trong tự nhiên rất là lâu năm. Với tổng chiều cao của tác phẩm là 82, chiều ngang là 68 và chiều sâu là 40. Với tác phẩm này em đang giao lưu với mức giá là 16.500.000 đồng. Bên bao gồm cả phí vận chuyển và giao hàng toàn quốc cho anh chị nhà mình. Và không để anh chị và các bác phải chờ đợi lâu, em sẽ đưa sát máy quay lại gần để các bác cùng được ngắm nhìn cũng như là chiêm ngưỡng vẻ đẹp tổng quan của tác phẩm được không ạ? Với kích thước cao lên đến 82 thì chắc hẳn là rất là phù hợp với không gian diện tích phòng khách nhà anh chị nào mà có không gian diện tích rộng một chút này, thì trên tác phẩm này vô cùng là lịch sự và sang trọng và cân đối với những loại diện tích không gian nhà anh chị nhà mình đúng không ạ? Và trong kính máy quay như chị và các bác đang được thưởng lãm đó chính là hình ảnh của cụ Di Lặc đang ngồi dưới một gốc cây tùng, bên cạnh đó là có 5 em bé tiểu đồng tượng trưng cho phúc lộc thọ hàng linh. Và với phần diện mạo của cụ Di Lặc thì được người nhân của bên em điêu khắc này rất là tỉ mỉ và chi tiết này, nụ cười trên môi thì rất là hoan hỉ đấy chị nhá. Cụ Di Lặc hay còn gọi là vị Phật cười này, lúc nào trên môi cũng lở ra những cái nụ cười này, mang đến bình an, may mắn cũng như là hạnh phúc cho gia chủ. Và điểm đen trên cái phần bụng của cụ Di Lặc đó chính là những cái điểm lưu hương rất là giá trị ăn tiền luôn phải không ạ? Gỗ càng có lưu thì chứng tỏ là phôi gỗ càng già và hình thành trong tự nhiên rất là lâu năm rồi. Cái phần lưu ăn trọn ở phần bụng của cụ này và tiếp đó chính là bên dưới những cái phần tà quần này, những phần bàn chân của cụ cũng có những cái điểm lưu tia rất là giá trị luôn ạ. Và những cái chi tiết nhỏ như là móng chân, móng tay như là những phần tà áo đục rất là mềm mại và như là thật luôn phải không ạ? Và với 5 em bé tiểu đồng tượng trưng cho phúc lộc thọ khang ninh, hạnh phúc tài lộc, sự an khang thịnh vượng, may mắn bình an cũng như là sự trường thọ, tuổi thọ như sức khỏe cho gia chủ phải không ạ? Bối cảnh bên cạnh đó chính là những cái vách núi đá này, mặc trong đó đó chính là những cái thân của cái thân cây tùng cổ thụ ngàn năm tuổi, rất là bonsai và cây to luôn phải không ạ? Một cái phiến đá ôm tự nhiên anh chị nhá, đá này là đá hình thành trong tự nhiên, không phải là đá nhân tạo anh chị ạ. Và với một tác phẩm to đẹp như này, giao lưu với mức giá chỉ là 16.500.000 đồng bao gồm cả phí vận chuyển, nên anh chị nhà mình thấy tác phẩm này với mức giá có phù hợp không ạ? Vâng, vừa liền khối giá thành phù hợp, một tác phẩm to đẹp và giá trị này thì em nghĩ là không thể thiếu trong không gian diện tích phòng khách nhà mình, và đặc biệt là với cái không khí chuẩn bị đón một cái Tết Nhâm Dần 2022 thì đây quả đúng là một sự lựa chọn vô cùng là lý tưởng của các bác nhà mình phải không ạ? Và anh chị quan tâm đến tác phẩm tượng Si Lặc đục ngũ phúc hồi dưới gốc cây tùng chất liệu gỗ hương ta Gia Lai hàng ôm đá tự nhiên, có thể liên hệ cho bên em qua những số hotline rất là quen thuộc 0987336318 hoặc là 0966336318, kết bạn Zalo để được bên em gửi kèm hình ảnh cụ thể chi tiết, đồng thời là sàn lọc cho anh chị để anh chị có thể làm hữu duyên với tác phẩm trong video ngày hôm nay của bên em được không ạ? Em gái rất là cảm ơn quý chị nhà mình đã đồng hành cũng là theo dõi kênh Huyền Vũ Thông của bên em. Mọi chi tiết thắc mắc thì anh chị có thể là trao đổi cụ thể với bên em để bên em tư vấn cụ thể hơn anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo với nhiều tác phẩm mới đẹp hơn ạ.